Rồi, tức là với cái ví dụ bữa trước thì cái hình nó sẽ nằm trong một cái bóc lớn, cái bóc đó là cái bóc IMG nè, đó, nó có chữ thừa cuộc ở trên nè, nó có cái IMG nằm ở dưới nè, thì bây giờ mình bổ sung thêm một cái màn hình đen, nha, màn hình đen thì mình sử dụng một cái tên Hover Black chẳng hạn, đó, dốt tiếng Anh chứ chơi tiếng Anh không à? Rồi, thì cái này là chắc chắn nó là một cái position rồi đó. Nha, nó nằm ở trên cái hình này đó, nằm luôn trên cái chữ thời cuộc luôn rồi đó. Thì bây giờ mình cho nó là full, tức là width 100% hay cũng 100% luôn. Và nó màu đen opacity. Bữa trước màu đen opacity là cái gì mình cũng đã biết rồi nha. Rồi mình viết CSS cho nó nè. Rồi chấm ha. Copy cái tên đem qua đây cho nó dễ. Rồi mình chỉ cần là position absolute là ok ha. Reality nó đã có rồi luôn rồi, tại vì nó thừa kế cái thời cuộc bữa trước. Rồi lúc này thì width là 100% ha. Rồi hay là 100% luôn. Rồi bây giờ bắt ra màu đen mà OCT, bữa hổm mình học cái hàm tên gì à, có ai nhớ mà Dương? RGB A. Đấy, đây opacity. Bây giờ mình muốn opacity nó trong nữa thì là 0.5 chẳng hạn nhé. 0.9 thì nó đen dữ lắm, nó còn đen lắm. 0.5 là trong trong rồi đó. Rồi, tức là mình có một cái đen đen đè lên nó rồi đó. Đó, nha. Rồi bây giờ tiếp theo là làm gì nữa? Các bạn chú ý nè, các bạn thấy lỗi gì không? Ừ, tức là nó bị dư, cái hình nó bị dư, nó bị nó hụt một tí xíu chỗ này nè. Đấy, nó mới liền vô cái hình. Cái này giống như sao Dương à? Tôi đổ em đó Dương, tôi đổ em đó Nhật, Nhật. Nè, nó bị dư chỗ này nè, nha. Tức là cái hình nó chưa có khớp vô cái bóc á. Hả? Sao à? Có ai có kinh nghiệm dễ này không à? Bé nó nghiên cứu tới đâu thì nghiên cứu tới đó hay vậy ta. Điểm cộng thái độ. Tức là về cái hình á thì chắc chắn lúc nào nó bị thiếu hụt khoảng 1-2 pixel. Mà muốn cái hình mà nó full được cái thằng chứa nó đó thì cái IMG đó đó, IMG trong bóc IMG ha. IMG trong bóc IMG. Đó, đây. Để tôi đem bút copy cái đen cái quỷ kia đem xuống đây cho nó gần ha, cho nó vui. Vui nhà vui cửa. IMG trong cái bóc IMG. IMG trong bóc IMG. Đó. Thì cái này nè, mình phải thêm một cái thuận tính là display block, là cái hình nó full cái bóc. Những cái mà tôi hỏi là những ngày qua mình học cái gì nhớ nhất, mình phải nhớ mấy cái này nè, nhớ mấy cái chiêu chiêu nhỏ nhỏ này nè, mấy cái nào mà tôi nhấn là cái đó nhớ đó. Còn mấy kia mình học ở đâu cũng được chứ, làm gì cũng được chứ. Cái này khó lắm mới gặp những người có kinh nghiệm để mình học nha. Display block đó, ok ha. Thì các bạn thấy nó full rồi đó, nó không dư miếng nào hết trơn, nhớ nha. Nói chung là trong lúc làm nó phát sinh ra gì ra gì ra gì. Rồi bây giờ mình làm một cái trạng thái là hover. Hover vô gì ạ? Hover vô IMG hay là hover vô bóc IMG để cho thằng này xuất hiện? IMG sao mà IMG được. Nói chung là cái nào cũng được ha. Rồi bóc IMG ha. Đó. Rồi 2. Hover. Rồi trước tiên muốn mà cho nó hover thì quỹ này sao? Quỹ này sao? Display non. Đó. Mới con từng một xong mấy cái này nó dỗ dữ ta. Cái máy thu để nhỏ không kìa, sụm chứ. Gala coi.
Không, cái âm thanh là mấy đứa này nó còn nhỏ, nó không đánh lại mình đâu nha. Ok rồi. Rồi, hover ha. Tức là khi mà mình hover vô cái box IMG thì cái thằng này nó xuất hiện trở lại. Đó. Ctrl C, Ctrl V. Đó. Xuất hiện trở lại là display. Display gì quên tiêu rồi trời. Dấu chấm luôn con. Nó không biết dấu chấm sao nó biết class. Nha. Rồi, mất cái màu đen rồi. Rồi hover. Đó. Rồi. Tự làm tự vỗ tay thôi, mày vỗ tay chứ. Được dễ sợ. Rồi, màu cho nó chạy từ từ. Cái này là bình thường ha. Mới nãy cái màu nó chạy từ từ lên. Chạy từ từ là gì ạ? À? Slow motion chỗ nào? Slow motion cho cái gì các bạn? Cho bản thân quỷ này hay là cho thằng này hay là cho thằng này? Hả? Rồi cho thằng hover á. Rồi, slow motion là cái gì ạ? Transition nha. Transition. Nhiêu à? 1 giây hả? 0.5 giây. Tôi thích. Ok, 0.5 cho vừa lòng. Thôi vậy 0.2 đi. Thôi 0.2 ít lắm, 0.5 đi. Thôi 1 giây luôn đi cho nó chậm. Thôi bố mẹ coi vậy. Mệt mỏi mấy này quá đi. Rồi 0.5 giây. Cái này lưu ý nữa nè. Nhấn nữa nè. Ghi như vậy đi. Không hiểu á. Nhớ ha. Ghi vậy là không hiểu á. Giống như calculator bữa hổm vậy. Hai khoảng trống mà gần dấu trừ là không hiểu á. Đó, cái chữ S này phải gần cái số nó mới hiểu. Đó ha. Rồi. Cũng vậy à. Hiểu gì à? Hiểu những gì? Cái gì? Cái gì mà cho nó xuất hiện? Opacity. Opacity. Opacity là một hả? Opacity là không. Opacity bằng không. Rồi. Bên đây là opacity bằng 1 này các bạn. Đó. Sao nó cũng vậy vậy ta? 0.5 giây mà sao cũng vậy ta? Opacity bằng 0. Ví dụ như bỏ display block luôn. Bỏ display nông luôn. Đã opacity rồi khỏi display. Đó. Hả? Gì đó? 50 gì? 50 giây hả? 50 giây sao nó chạy được trời. Rồi ok ha. Rồi cái phần mà gradient mà hai màu á, ví dụ như qua cái box này nè, mình chỉ có phần ở dưới này thôi, chữ nó sẽ nằm lên đây ha. Cái thời cuộc mình đem xích lên trên đi. Rồi cái box thứ hai, cái thời cuộc đem lên trên đi à. Thế là cuộc đem lên trên. Cái thời cuộc đem lên trên thì là top ha. Top 20. Rồi thời cuộc lên trên. Để một lát tôi làm cái phần này là màu đen một khúc này nè. Đen dần vô của cái chữ này đem lên trên đó, trên cái bóc đó nha. Thì bắt đầu là mình cũng thêm một cái background cho nó. Ví dụ như là cái hình thứ hai đúng không? Rồi cái này đúng không? Cái box thứ hai là ở đây nè. Rồi
Trên cái hình thì nó có một cái box màu đen, background thấy thồ nha. Rồi background thấy thồ này nó có sẽ tiêu đề nằm trên đó. Rồi cái background thấy thồ này nè, nó là một cái, tôi coi có bị trùng không đây, tại tôi thấy cái đặt cái cách đặt tên quen quá. Rồi cái này nè, nó phải là position nằm phía dưới và nó có background là radiant từ cái màu đen 100% chuyển lên là màu đen 0% nha. Rồi nó chỉ khoảng một tí xíu thôi, cầm trên C cái này. Rồi mình viết thêm một cái bắt title, nó là một cái position absolute. Rồi nó là bottom, bottom 0 đó, nó là width 100%. Rồi nó là, nó là gì nữa, test align center ví dụ như vậy. Rồi ok, background chuyển sắc là background email hay background color? Email hay color? Color linear, color con khỉ, chuyển sắc, chuyển sắc em. Chuyển sắc khi nào mà nó một màu á, chuyển sắc là sao, tức là đầu này màu này, đầu kia màu kia, gọi là chuyển sắc nha. Còn khi nào một màu á phải là background color, còn này background bình thường thôi ha, background bình thường thôi, hoặc là mình chọn background image là nó luôn ha, hai cái này đều được hết nè nha. Rồi background image thì lúc này nó mới có linear radiant. Bắt đầu mình học thêm một số cái hàm nó liên quan tới chuyển sắc. Rồi linear radiant thì ở trong đây á, nó sẽ có hai tham số hoặc là ba tham số ha. Rồi bây giờ ít nhất là mình phải có hai màu, màu này thì mình cần màu 100% với là 0%. Rồi màu 100% bữa nãy mình viết rồi đó là gì ạ, à? R J B A mở ngoặc 0.0.0.0 rồi ví dụ như vậy, ở một chứ. Rồi ok, copy nguyên đám này qua đây. Nguyên đám này qua, cầm trên C, cầm trên V. Rồi hả, à cái này là không, tức là trong suốt đó các bạn, cái này là 100% nè, cái này trong suốt nè đó, màu đen á đều là màu đen nhưng mà cái alpha nó khác nhau nha. Rồi ok, coi ra cái giống gì rồi, nền đen thì đương nhiên là cái chữ nó phải khác rồi ha, thì phải cho color nó luôn đi, trắng vàng cam đỏ tím gì đó cho đại một cái đi. Rồi ok ha, đấy hơi bị ngược rồi. Nó bị ngược rồi nha, cái đen này nằm phía dưới này nè. Cái tọa độ gì chứ mình không chịu đổi này lại hả? Mình đổi lại được không? Suy nghĩ gì sao thêm gì chi mà gì, khi nào mà tu lép á cơ tu từ bên trái qua. À tôi hiểu ý em rồi, ngon lành này ha, chỉ cần thêm nhẹ cái bit pin nữa thôi cho nó đẹp thôi nha, tôi cần cái sự đẹp các bạn đó, tôi cần cái sự đẹp, cân đẹp 20 nhiều quá thì mình cho 15 thôi hoặc là 10 thôi đấy, để cho nó cái chữ mình cho dễ thấy chứ gì, trên cái nền đen để chữ dễ thấy chứ cái hình không mà để chữ lên nó rối nùi cùng bụi nhùi. Rồi ổn không, ngon ha, tức là mình bữa nay mình học thêm một cái option nữa về position. Rồi cái trạng thái này thì mình làm như vậy, nhưng mà trạng thái bên đây nè
mình có thể là tham khảo thêm cái cách làm khác. Cách làm khác đó là cách làm nào? Một khái niệm mới trong CSS, đó là khái niệm nhiều nay tôi nhắc tôi quên tiêu rồi. Before after nha. Bây giờ tôi thử nè, tôi thử cái box cuối đi. Cái box cuối tôi sẽ sử dụng before after, tôi vẫn làm cái hiệu ứng giống bên đây, nhưng mà tôi không có cái deep ở trong đó nha. Tôi chỉ thêm một cái CSS thôi là before hoặc after ha. Rồi tôi phải biết cái này là cái last gì, cái box cuối đó à. Rồi và cái last này á, là cái last nó sử dụng chung cho tất cả các box, mình không thể nào làm trùng vô cái last này đâu. Mình sẽ làm thêm một cái last mới nha. Cái last này là last đạt đại cái gì đó đi ha, before đi đó đó beep. Rồi cái last này tôi sẽ hover nha, tôi sẽ hover chấm, nó không phải hover mà là before after. Hover rồi before mới xuất hiện hả? Hover vô cái này rồi cái before của nó, cái after của nó là cái gì đó. Cái cách viết nó như vậy đó ha, tức là cái before cái after nó là một cái CSS, khi nó thực thi thì trong HTML CSS nó sẽ phát sinh cho mình một cái box, rồi cái box đó có thể là trống, cái box đó có thể là có chữ nha. Và cái box đó mình làm gì đó mình làm. Rồi bây giờ tôi muốn phát sinh là cái box giống như cái box hồi nãy đen đen á, đây hover block nè, tôi lấy xuống tôi đem xuống đây đó, tức là tôi cần phát sinh một cái box là position absolute, tôi cần width, tôi cần height. Rồi đối với cái after before thì chắc chắn mình phải có thêm một cái thuộc tính nữa đó, nhưng mà tôi để đó đi, từ từ tôi tính tới, khi nào chạy nó sai từ từ tính ha. Rồi F5 đâu rồi, nó đâu rồi, bên đây được bên đây không được ta. Hover các bạn thấy có được không? Không. Rồi một cái lưu ý tiếp theo khi mình sử dụng before after nè, cái này mình phải nhớ nè, là gì ạ? Before after bắt buộc phải có cái gì? Display content. Display có thể không cần, nhưng mà content phải cần. Chắc chắn content phải cần nha. Content nếu mà không có gì hết thì cứ để vô nháy là xong, nó không cần display em nha. Nó không cần, có cần display em quên nữa. Display nó không chạy hả? Display block hả? À quên, cái này opacity mình không có nè, mình đâu cần opacity đâu. Nó đâu cần opacity đâu nha. Không cần opacity nha. Rồi chết cha rồi, nó làm gì vậy trời, nó đi đâu rồi hả? Nó đi đâu rồi? Position của thằng này nè. Sao lấy của thằng lớn chi vậy ta? Lấy của cái thằng bốc email không lấy nha. Đó là cái vị trí CSS của mình nó sai nha, cho nên nó không có xác định được cái position reality, cho nên nó nhảy từ lưa hột dưa. Rồi đó nó cũng được rồi, nó cũng đúng rồi. Bây giờ mình định nghĩa lại thôi, nó cũng đúng rồi đó. Thì bây giờ mình tốt left, nó quá đơn giản các bạn. Nội đó cười gì, mình phải suy nghĩ coi cái cách mình làm của nó làm sao. Tốt không ha, left không đó. Position là phải là top left. Nó chỉ chia cái, nó chỉ che cái thời cuộc thôi đó. Width 100%, width 100%. Tại sao nó không hiểu width 100%?
Position IMG, box IMG. Box IMG. Box. Box IMG reality, đúng rồi, bữa nãy cái box kia nó đúng mà. Rồi, before. Before. Before hover. Nó lấy được cái thằng này cột, nó không lấy theo thằng này. Width 100%. Cái cách này là cái cách này, ủa sao nó không tính được theo kia ta? Ví dụ tôi cho cái thứ cố định thử ha. Để tôi check nó coi. Ủa sao nó ôm thằng thời cuộc vậy? Sao nó ôm thằng thời cuộc vậy? Từ từ mình phải biết lý do tại sao nó ôm mình, nó lên thầy cuộc hả? Mình làm đúng rồi đó, nhưng mà những cái vị trí nó bị before, nó ôm của mình lên thầy cuộc thôi, nó không ôm này. Đem này xuống nhét before dấu hình luôn. Nhét before dấu hình luôn. Nó sai sai gì vậy? Nó phi lý quá em nha. Bây giờ ông em bỏ ông thầy cuộc ra ngoài đi. Thì nhét vô đít chắc được. Em hiểu không? Nhét vô đít chắc được. Thì thay vì vậy mình đem này ra ngoài đi. Cho thầy cuộc nó chạy đâu, chạy đi. Chừng nào mình chạy này đúng cái đã tính. Nó không đúng luôn. Ủa có gì đâu mà không đúng trời. Ủa nó có thay đổi cái gì đâu. Box IMG. Cái before này chứa thằng này. Vô đây. Vô đây thì nó hiểu mình nên thời cuộc, lấy thời cuộc ra mất luôn. Ủa sao nó hiểu thằng thầy cuộc không vậy ta? Box over before. Nhét IMG vô cái deep. IMG. Giờ thằng nào? Ê nó lạ. Nó lạ quá quý vị. Chi vậy? Không gì được rồi. Thì kệ nó. Anh cây cũ nó cũng là thuộc về cái hình đó mà. Nhưng mà tôi thích gì đó rồi sao? Nhưng mà tôi thích ở trên. Ở trên không chịu đâu, sầu sầu. Ờ tạo độ khó cho nhau đồ. Không phải nói gì nó đúng rồi em, nó phải che hết nguyên vóc đó chứ. Đẹp rồi. Rồi em về làm thử cái thời cuộc nằm đi ra ngoài đi ha. Về làm thử đó. Coi coi nó có bị giống nãy không. Nhưng mà không biết sao, tại sao mà nó phải có trong cái deep nè nó mới chịu nè. Nói gì phải không? Nói gì tôi xóa lần thầy cụ luôn. Rồi ok luôn, xóa gì luôn. Chơi luôn. Có lắm. Lý thuyết xuồng. Gì cũng nói nữa. Trời đất ơi, gì cũng nói nữa. Có hay không có cũng sao đâu. Rồi ok, giao nhiệm vụ của cho bạn đó là làm về làm cái hình không thôi nha. Bữa sau show tôi coi làm hình không thôi nha. Rồi ok, bữa nay mình làm nhiêu thôi các bạn ha. Mình có ba cái option mới cho cái absolute ha, position ha. Đó, có một cái full cho cái hình
điểm danh. Trời ơi, 12 giờ điểm gì nữa, 12 giờ là không còn điểm danh gì được nữa.